Chuyện gì là tính không có dự kiến là chồng ba cái sông này bị không có biết. Và tình cờ thằng cháu á, nó mới nói là nó có một sông Mỹ, sông mới này nè. Đó rồi mới mượn nó mua giùm. Như vậy là mới đem về mới đặt thêm vô chen trong ba cái vô chừng ba cái chỗ mấy cái trống của nhãn đó. Đó còn cái biết hay là không biết gì á thì cái đó thì mới hay cái vụ ấy mới chồng vậy thôi. Hiện tại giờ tôi còn 150 là nó chết 50 gốc. Tôi mua lúc đó là 200.000 một gốc. Cái đầu tiên chơi luôn đó là không biết cách chồng. Rồi cũng tình cờ đi cưng. Như vậy là chồng dịp đầu là chồng 100, chồng trước 100. Rồi như vậy là cái dịp sau này á, cái nó, dịp đầu là nó chết phân nửa đó. Rồi cũng tình cờ cái là mình ấy vậy đó, chồng tới chiều không có kịp rồi. Cái đầu mới đem thảy với nước ngâm. Ngâm gỗ đầu cái tính là đi vô vớt lên mà tối rồi đó. Cái vô lại quay cái quên. Sáng lại ra chồng cái số còn lại đó. Là đâu cũng 5-6 gốc vậy đó. Là mấy cái đó nó sống nguyên luôn. Nó không có chết nữa. Đó rồi 100 gốc sau là tôi sẽ làm y như vậy luôn, là độ sống của nó là 99%. Là kể như 100 cây sau là chết con cây 2 cây thôi. Coi như là cái đất này là đất làm lúa nè. Rồi tôi múc lên. Rồi cát có, rồi sét có, rồi sỏi cũng có nữa. Đó trồng thí luôn đó vậy đó mà. Không có phân thuốc gì trơn luôn. Chỉ là cái giờ đầu là tôi chặt đặt cây giống xuống là chỉ bỏ một mớ phân lót cái dưới thôi. Rồi là chỉ tưới nước là tới giờ ăn đó. Chứ nó không có chịu thuốc sâu. Đó vậy thuốc sâu là chỉ cái hơi thuốc sâu lúc trước tôi trồng ớt. Như vậy là xịt có cái hơi thuốc sâu là nó bay tấp vô là cái trái bị nám. Nó thành ra không có chịu thôi, tôi bỏ ba cái ớt đó luôn. Đó là không có thuốc men gì hết. Tưới như vậy là tháng nắng á, là sáng tôi tưới, chiều tôi tưới. Còn như lúc mưa này á, như mùa mưa này á thì có bữa ống mưa thì không tưới, còn bữa ống mưa thì tưới bụi. Trái thì coi như tôi bẻ hàng ngày luôn đó. Là mỗi một ngày 150 gốc của tôi là từ 3 đến 6 kg. Mà cái này là tính từ 3 đến 6 kg chứ nó có hơn. Nhưng mà thôi tính số lượng nó vậy đi. Đó là bẻ thường xuyên luôn, mỗi ngày luôn. 1 kg hiện tại giờ tôi bán 150 ngàn. Lúc đầu tiên chơi luôn là vừa qua Tết rồi đó. Là tôi bán 450 ngàn một kg đó. Nhưng mà tới sau là cái dịp mà dịch Covid gì đó. Đó rồi người ta từ từ cái ít có người đi, ít người ăn đó. Rồi cái đầu cái mình ít có đi bán được, cái từ cái ta hạ giá xuống. Tôi đang chiết nhanh, đang chiết, đang tôi trồng thêm độ khoảng chừng 1.000 gốc nữa. Đó là bị cái diện tích của tôi nó còn rộng, ra tôi nhân giống nhà thêm độ khoảng 1.000. Còn nếu anh em nào có mua thì tôi vẫn bán. Coi như là cái lúc mà tự động lúc mà tôi đặt cái cây mới đặt xuống đó, là tới thu hoạch đó là 4 tháng rưỡi là tôi được ăn rồi. Hiện tại bây giờ nói tới giờ phút này với cưng luôn đó là cái số tiền mà 40 triệu hay 200 gốc đó đó là có thể là gần gần đủ vốn lại rồi đó.